Chào bà nội. Bữa đó mua mấy trăm ngàn bánh đó. Sao cô hôm nay còn ngồi chơi nữa hả? Trời ơi, có ngày nào hôm qua mưa đến 7 giờ cũng ngồi túa trong đó với bọn phòng bé sinh viên nó ngồi nó. Cháu nội đấm bóp thương vậy? À, cháu nội đó. Dạ. Cháu nội ruột luôn á bà hả? Cháu nội ruột. Dạ. Cháu nội đó. Cưng dữ. Đi làm mà đơn hàng đó về ghé đầu. Dạ. Dạ, ghé ghé đấm bóp cho bà nội chút. Dạ, tôi nhớ mày rồi đó. Từ nãy đứng nó xa đó mà chưa có nhìn thấy rõ được. Dạ. À, bà đó hả? Nghe xong rồi đây, chắc được rồi. Đi nhà quê rồi, con ăn đi con. Dạ, con mua bánh cho bà. Nhưng mà bà ơi, có cái cô Mai Lan ở bên Úc á, cô nhờ con mua bánh, cô thích mấy cái bánh khoai mì, bánh mì nướng, rồi bánh. Dạ, nói chung là rất là thích mâm bánh của bà nội. Trời ơi. Cho nên nhờ con mua giùm và con ăn giùm. Trời ơi. Ăn giùm luôn. Thôi con ăn ít thôi, ăn nhiều quá. Dạ chứ không có chuyện qua Úc được. Dạ thì con mua cho bà nội. Bà nội cắt cho con miếng vừa vừa phải phải để mà chút nữa con okay, con biếu lại cho người khác chứ một mình con sao ăn hết. Em là cháu nội ruột luôn em hả? Nè cô, vậy thôi ha. Hả? Dạ không á. Cô, vậy hả? Dạ dạ. Đừng là cháu nội ruột thật chứ. Đang lên rồi mấy. Mẹ cũng giống mấy đứa vậy. Dạ dạ, đến cô này tới đấm bóp đồ. Cô cũng làm nó xa vậy. Bà nội bỏ mọi thứ vô đâu ăn một miếng gì nó một phần gì cho con đi bà. Để chúc con biết cho mấy cái anh chị lao công hay là mấy người lao động ban đêm á. Dạ. Chứ bỏ nhiều rồi con đưa ra tay người ta cầm không được á bà nội. Dạ dạ. Rồi bà nội đi xong chút bà nội tính tiền cho con đi. Dạ. Rồi. Đúng rồi. Rồi hai đĩa 40. Hả? Con mua cái mâm này luôn á, con mua cái mâm này luôn á. Mua hết cái này. Dạ. Cảm ơn quá vậy. Hôm nay con chở nội về nha. Nè. Nè biết sao bữa mà dạ. 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 Bà nội mấy bữa nay bán được không? Bán qua trời mưa mà bán cũng được. Dạ, trời mưa mà cũng được ha. Dạ, vậy thôi mừng. Mấy bữa nay bà nội về sớm nhất là mấy giờ? Về sớm là 10 giờ đó. 10 giờ là sớm nhất á hả? Vậy là thêm cục nữa chứ đủ 2 chục. Thêm cục. Để nghe bà cắt hết á. Phận phận vậy đó, bà cắt hết á. Vậy hả? Giỡn thôi đó. Dạ, con nói thật mà. Quá dạ. Cái này là con mua giúp thôi chứ không phải là của con. Con mua giúp cho cô Mai Lan ở bên Úc á, cô nhờ con. Dạ. Bên dưới cái thau đỏ còn không bà nội? Hết. Hết rồi hả? Chết cha vậy mua sao đủ hết tiền đây mai là ghé nữa hả? Nhiều tiền lắm đã ông. Nhiều là bao nhiêu? Chục mấy vậy đó. 10 phần 200. Rẻ bán hết này đúng 20. Trời ơi bán rẻ dữ vậy. Bán vậy sao có lời. Thôi bán vậy lời ít lắm. Thôi không được. Ở đâu ra tôi đâu đâu nữa bán vậy là quá rồi con. Trời ơi bán vậy lời ít lắm. Bán miếng nhỏ nhỏ lại. Chỗ miếng bánh 20 ngàn to chà bá luôn rồi. Nè bác hết luôn nữa. Nè. Thôi mà bà nội bỏ bịch riêng đi đừng có. Bịch riêng con. Dạ.
đừng có bỏ bán nhiều quá đâu, bán miếng bánh to quá là lấy. Coi với bà cái tâm sự nhớ mày đi chuyện á, bữa đó mày mua đó, mua nhắc hoài luôn. Nè con, đó, nè con. Bà nội hôm nay không có bánh da lợn hả? Đây không có da lợn con. Dạ, không có da lợn. Mốt nội phải làm da lợn. Giỏi, cảm ơn cô. Chúc là con đó. Dạ. Dạ đem con lấy cái bao bỏ vô. Dạ từ từ xong hết rồi con lấy rồi. Bỏ hết xong đi. Trời ơi, gì đâu mà mừng quá vậy bay. Mừng quá vậy bay. Bà mới được trả con, con lấy được gì sớm con. Mừng quá con. Vậy sớm biết có ngủ được không à? Từ áp, cũng mới giờ mới ngủ mà con. Dạ. Chịu nữa, phải bỏ thêm miếng nữa, phải thêm. Bỏ thêm miếng nữa mới chịu. Đó, đủ được. Mâm bánh luôn. Trời ơi, mừng quá dạ. Đây đây nè bà nội. Đây rồi. Dạ. Rồi còn này thêm đi. Nè, đã chưa? Để hậu lòng nó thầy bỏ đây luôn. Đâu? Đó trời nè. Để mấy cái bà nó đây gom bỏ. Đâu còn hết. Con cho con lấy lên luôn. Trời ơi, con bé ơi. Ôi. Quyền cư trinh. Bà bỏ cái đó vô cho con luôn đi. À, okay. Trời ơi, mừng quá rối hết trơn. Trời ơi, con có bằng sắp tạo được rồi nè. Đâu có mua này, mua lâu đó. Dạ. Đó. Biết cho người khác, bà yên tâm. Dạ. Chứ mua chừng này. Thôi bà cứ bán bình thường đi. Bán đi, bán để có lời. Có lời. Thôi cất đi, cứ khoe hoài à. Hết chưa bà? Hết trời đất luôn. Cái này là đồ của bà già. Dạ. Đây buổi tối là bà ngồi vô sát, bà nội ngồi vô sát gốc vậy đó cả nhà. Hết rồi ha, chắc rồi ha. Chứ còn mà dư là chút nữa là đem về á. Chắc hết chưa? Hết trời con nè. Nè, rồi hết trời. Rồi hết rồi. Dạ. Rồi mừng không? 27 là 540. Thôi lấy 500. 27 là 54 đúng không? Một bịch 20 ngàn. Giờ bớt gì vậy trời? Chưa hết. Vậy hả? Ừ.
thôi cứ cứ phần năm mình 540 đi, lấy cái tiền của cô Mai Lan, còn cái phần này chúc anh mua riêng cho bà nội. Thôi này đâu không lấy tiền. Thôi sao không lấy tiền? Không lấy tiền. Này biếu của con nè. Thôi thôi, sao biếu được? Là cái đó là 540 ha. Rồi. Hết rồi em. Trời ơi, hay quá. khách đến nè, khách đến nhưng mà hết rồi. Người ta nhờ mua, người ta nhờ mua đem mà dạ. Con gửi 540 bà nội cầm giùm con đi. Thôi, dạ. Cái này là tiền của cô Mai Lan nhờ con mua. Cô gửi á. Dạ đó, rồi đúng rồi đó. Con cái này đổ không có tiền. Tính tiền cứ cho hoài à. Không, cái này trả 100 ngàn đi. Thôi, không có tiền thôi. Thôi rồi, tính tiền đó. 120 á bà nội hả? Đây đây, 120 con gửi 120 đây. Cái này là của con mua. Không, bà nội cầm đi. Đây. Không mua thôi, trả lại hết luôn. Không lấy tiền thôi, trả lại hết luôn. Không lấy tiền thôi, trả lại hết luôn. Thôi sao lấy 20 được rồi đó. Thôi thôi thôi. Bà nội cầm đi. Rồi vậy thôi, bà nội về khỏe ha. Bây giờ con đem cái bánh này đi tặng cho mấy người ta đó. Rồi cảm ơn chị ha, chị mà tới mua mà hết bánh em mua trước mất tiêu rồi. Dạ. Rồi cảm ơn em ha, em chờ bà nội về. Ơi con đi nha, con đi gửi cái bánh cho tặng cho người ta. Rồi bà nội về đi cả nhà. Dạ. Rồi. Nó lỗi 2-3 lần rồi đó. Dạ. Dạ. Rồi vậy thôi nha, con đi chiếc xe đỏ đó đó. Dạ, vậy thôi. Bữa hổm nhậu đây nè. À đúng rồi, đúng rồi, dạ. Thôi bà nội cất đồ đi rồi về con. Về nha con. Dạ dạ. Bà bán vé số rồi bà. Dạ. Đây con biếu cho bà mấy bịch bánh á. Bánh bà không mới mua à. Dạ. Con mua của bà cụ con biếu cho bà ăn đó. Của cô Mai Lan ở bên Úc, cô gửi con mua rồi nhờ biếu lại cho bà. Để đây con mua cho bà mấy tờ vé số ha. Dạ, rồi. Em trả tiền cho bà đi. Dạ. Chú ơi, con gửi biếu chú bịch bánh nè chú. Dạ. Chú để ăn nha. Dạ. Dạ ăn luôn á, ăn luôn được á. Dạ. Em gửi chị 2 bịch bánh hả? Dạ cầm chút nè ăn. Dạ dạ. Con biếu chú miếng bánh đó chú. À. Để tối ăn ha. À, cảm dạ ơn. Rồi.